Xin chào các bạn, mình là Lý đến từ hệ thống sửa chữa laptop 24h.com. Ngày hôm nay trong video này, mình sẽ chia sẻ các bạn một số bước để có thể nâng cấp được ổ cứng chuẩn mSATA và máy tính laptop của các bạn. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về sản phẩm ổ cứng SSD mSATA. Mình cầm ở trên đây là một sản phẩm có dung lượng 128GB của Canon. Một số bạn sử dụng các dòng laptop mình có chuẩn bị ở đây, đó là chiếc laptop HP Folio 9470M. Sản phẩm này cũng như một số sản phẩm khác đang được rất nhiều bạn sinh viên cũng như là các anh chị em trong khối văn phòng sử dụng. Thì trên thiết bị có, ngoài việc có một khay chứa ổ cứng 2.5 bình thường, thì còn hỗ trợ thêm một khay cứng chứa ổ cứng SSD mSATA nữa, mà nhiều bạn đang không biết sử dụng nó như thế nào và nâng cấp nó là sao. Thì ngày trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách nâng cấp một ổ cứng chuẩn mSATA vào máy tính, và cụ thể mình sẽ lựa chọn là dòng sản phẩm HP Folio 9470. Mình sẽ tiến hành luôn để các bạn cùng quan sát. Trước tiên thì mình sẽ tháo pin của sản phẩm ra để có thể quan sát được khay chứa ổ cứng. Thì cần phải tháo hai phần nắp ở mặt sau, mình sẽ tiến hành tháo. Ở đây thì các bạn có thể quan sát thấy luôn, đấy là trên máy tính này có hai vị trí có thể lắp được ổ cứng. Ở đây thì người sử dụng đã lắp một sản phẩm ổ SSD 2.5 vào khay chứa ổ 2.5 rồi. Tuy nhiên là các bạn cũng quan sát thấy đó là khay chứa còn lại, đó là khay chứa của ổ mSATA thì đang để trống. Sản phẩm này sẽ được lắp đặt vào đây ngay sau đây. Thao tác lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Nó có, chúng ta có thể cài cái thiết bị này vào, và ở trên trên máy thì thường sẽ được để chờ các vị trí ốc để vít cố định ổ cứng lại. Thì mình sẽ tháo ra trước, sau đó mình lắp ổ SSD vào. Chúng ta siết lại hai vị trí ốc này để cố định lại ổ. Đây là quá trình chúng ta lắp đặt thiết bị ổ cứng SSD mSATA vào máy, coi như đã hoàn thành rồi. Có một số góp ý của mình về việc sử dụng sản phẩm đang lắp trên máy như thế nào cho phù hợp nhất thì mình chia sẻ như sau. Nếu trong trường hợp trên máy tính của bạn ổ mSATA là sản phẩm ổ SSD duy nhất, thì các bạn luôn ưu tiên đó là ổ để cài đặt, còn các ổ cứng còn lại để lưu trữ. Trong trường hợp trên máy tính của các bạn là có thêm một ổ cứng SSD 2.5 khác, thì tùy thuộc các bạn muốn sử dụng ổ cứng nào là ổ cài đặt đều được. Nhưng theo mình thì ổ mSATA vẫn là ổ ưu tiên hơn. Khi chúng ta lắp ổ mSATA vào thì với dung lượng 128GB như sản phẩm mình vừa nâng cấp thì rất là thoải mái cho các bạn sử dụng để làm ổ C, để cài đặt hệ điều hành cũng như cài đặt các cái phần mềm kèm theo Windows của các bạn. Sau khi mình lắp xong và đã kiểm tra sản phẩm rất là chắc chắn rồi, thì mình hoàn thiện lại máy tính bằng việc lắp lại các phần thân vỏ. Sau đó các bạn lắp pin lại. Sau khi nâng cấp ổ cứng xong thì các bạn để sử dụng nó làm ổ để cài đặt hệ điều hành, thì các bạn sẽ cài đặt Windows vào máy tính. Thì trong trường hợp các bạn nâng cấp một sản phẩm ổ cứng SSD hoặc HDD bất kỳ tại hệ thống sửa chữa laptop 24h, các bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí lắp đặt và cài đặt hệ điều hành. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.